Lấy lên đồ nhé. Lấy đồ lại đi. Lướt cái máy ảnh kia là. Ôi trời, cái máy thôi em về cũng sợ. Với em một lên 12. Có. Mình vặn căng như này. Cái này ngày xưa thì cũng cháu bạn ấy còn ai nữa đúng không? Ê, như em vặn ai vặn được. Đây. Đèn ngon rồi. Hơi khá nhiều rồi đấy. Ủa. À thì không quen đi. Chúng mình cả lên 14 này nhá. Buồn chết đi được. 24 này làm nó lấy vợ này thì mới rồi. Mà con tí nữa chạy thì nó mất nước lại ngất từ đấy đấy. Về lại đi, về hôm về là phải đi kiểm cổ cơ. Mất ngắt đấy. Không ngắt. Qua kia ông để vẫn ngắt. Nhầm luôn như này đấy. Cái bật clutch chưa? Rồi đấy. Tháo cái dây đầu chứ. Chưa, tháo đâu kia rút rồi. Kịp quá nhỉ. Quá nhỉ, không mạnh nhỉ. Cũng lâu này nữa. Ừ. Thôi bạn ý.
khoe đi, khoe đi. Đấy. Bắt chú Khắp nhá. Bắt cho thêm ít tiền, cho nó bắt. Vậy nhé. Vậy thôi. Anh về cho hết phòng đấy nhé. Để nó lên. Tới có khỏe không? Để gù bố. Mẹ mẹ, nhích nhích được, nhích được. Hả đi. Còn mấy thả nữa đó cơ. Ôi tụt ra rồi. Và cái tay cứng hơn nhỉ. Cái đấy nhiều phát thì gãy đấy. Cái tay có đâu thôi. Quên đi xem. Để vô đây chưa? Quán đâu? Kinh không? Nhưng lấy máy cắt cắt đi. Thôi thay xuống, thay xuống. Chú, có con dao nào không? Dao, dao người đầu kia thôi, không có dao này. Dao đâm như nào? Dao bài to là gì? Chỉ còn dao bài. Một cái bông điện thôi. Đúng rồi. Ừ, ông này. Ông sau ông bà nó xé lòng này, ông bộ lấy mấy ông kia, mình phải biết ăn được. Dạ. Ôi dầu trùng nhá.
có mặt sát rồi đấy chứ. Nằm xuống cái mặt sát. Đang cho em xì tắm rửa cái sạch xe ngay. Thân niên mà. Cái này là cái mặt máy nhá. Ừ. Mặt máy quy đát đâu. Mặt quy đát đấy. Tàu tàu đấy, toàn tàu đấy. Đấy. Lắc nhớt đấy, chắn sóng đấy. Đồ, để không có bị nữa, đồ mẹ luôn. Vâng. Rồi. Cứ bảo vậy. Tao biết tao ngủ. Món này là món công nghệ của cậu này. Tay to. Ok, được ăn ngay đấy. Để cái tay to ăn cái này tay cả. À, biết là ăn uống này, vậy. Cứ bảo là mình chu trước. Đúng không? Bộ hơi này là nó liền với cả quả ác cái yếc gì nó hỏng hết bạc cũng giờ nó thay rồi. Thì theo mình nếu mà mình thay bộ hơi com lê thì là com lê, mà không ấy thì thay bộ hơi nó hơi rồi đâu có rõ đâu. Thầy hỏi anh Trường không phải thôi sao thấy giờ này gọi đi. Tao bơm tao ra. Tao cái bơm tao ra. Ui. Bộ hơi com lê. Được rồi. Dạ. Được rồi. Sao? Nói thế được rồi. Này mà. Cho nó quen nhé. Giờ mẹ mới đi ngọt rồi đó là chết. Bắt mình vào lại là dậu mày. Ngày xưa thôi, bây giờ không thua rồi. Bây giờ thì... Con chen. Hả? Nó tiêu thì nó không quên chen. Ừ. Nó tiêu kìa bà. Nó không như cái thằng của người Bắc này. Này nó nhẹ 50 cân chứ. 30 cân, 3-40 cân. Thế mà vậy kia. Đâu bình thường thì không vác được đấy. Đạo này quá rồi. Sao thật ra sạch sẽ. Nay là quay cảm giác sướng ấy, rộng rãi nhỉ. Nó mới quay trong tầm này không rộng rãi nó sẵn tối. Cáo rồi tựa. Một nhà ông không chơi đâu. Cho chú kia. Để đi mua hay lúc chú mua? Hơi sao, hơi sao, hơi lúc chú mua hay là cháu mua? Tôi làm bộ 12 triệu nhá. Thế nào đó. Không có rồi, đang làm giả tiền nhưng mà nó nha.
Mở đi thôi. Dạ? Không mở cái lỗ đi thôi. Mở sao được? Mãi vậy. Cứ tưởng nó nổ nó mở đi á. Không, đổ nước thằng đồng không nhỉ. Dạ? Cái đổ nước thằng đồng nhỉ. Vâng. À, lỗ ấy. Đổ nước thế rồi. Không phải. Đũa. Cái này là buông đốt phụ đúng không? Cái này cú thở, cú hơi thở tí không? Cái này rồi đứng thở tín rồi đấy. Thì cái này này mình cốt đó. Đã quá quá mùng mới tuổi thì tuổi nó lẫn nhưng mà mùng mãi mình phải khô ra tí đúng không? Ừ. Đâu mình làm thì mình cũng cứ phải sáng tạo ra mình sáng tạo ra mình làm chứ không có một ví dụ như mình thế này thì làm sao mà ấn nổi. Ngày xưa cứ lấy thịt đè xuống ấy. Khó nặng cái gì. Ừ. Chạy mà.